Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Cánh của em Tài thì chuyến với dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lượng mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác bộ ném chim khủng bồi lỡ. Bộ ném này thì tất cả đều đã hót mũ cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Chim bên em Tài á thì chim trống là phải tận mắt em Tài thấy nó hót lên á thì em Tài mới bán nhé. Còn mà chưa hót thì không có bán đâu, tại vì cái dòng khủng này nó không có phân biệt trọng mãi được khi mà nó chưa có hót đâu nhé. Con nào hót thì là trọng, con nào không có hót thì là mãi nhé, chứ còn nhìn bề ngoài không biết được đâu, cho nên tránh trường hợp dính mãi nên em Tài cứ thấy hót thì mới bán nhé. Và tất cả chim bên em Tài thì đều đã cảm cứng 100% rồi. Em Tài đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhé, một hàng cảm cực kỳ ok luôn, tại vì em Tài là chuyên về cái dòng chim khủng này ấy. Cái đặc tính của con chim khủng này thì không có giống như những cái dòng chim khác đâu, nó thuộc vào top những dòng chim hót chơi hay nhất Việt Nam đấy. Nhưng mà có một điều rất tí là dở, đó là cái đường ruột của nó không có được tốt đâu, cho ăn không cẩn thận là dễ bị tiêu chảy ngay nhé. Cho nên phải chọn một hàng cảm thật tốt, thật ok và rất thích hợp cho chim khủng nữa thì mới ok được nhé. Còn em Tài là chuyến về cái dòng này rồi thì cảm của em Tài thì các bạn sẽ không có chế được đâu, các bạn cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên chim, em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng bạc mã mang mặt số 4359. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi các bác ạ. Chim thì đã rất tí là tĩnh lông rồi nhé, các bác xách lông nhẹ nhàng ok hết rồi đấy. Con này thì được cái lúc mà hót lên á thì nó sẽ có mũ lên đuôi cực kỳ mạnh luôn. Tướng tả chim thì rất tí là đẹp nhé, con này bồ khá to, tướng tả nhìn đẹp thôi rồi luôn. Mình mà nhìn thực tế á thì mình nhìn sẽ đẹp hơn trong video rất là nhiều nhé. Chim có hai tích mã trắng to bự, quả yếm đen đầm, đầu to mặt tờn, giữ chim cực kỳ luôn đấy. Một chú chim nhìn rất là ngầu luôn các bác ạ. Bác nào mà bắt con này về chơi thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này lúc mà hót á thì cái mũ lên cái bản đuôi á là có sẽ có xòe lá vả cho tất cả các bác nhé. Một chú chim rất là ok đấy. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá cũng sẽ chưa được hoàn thiện 100% nhé. Nó cũng thay lông tướng độ rồi đấy nhưng mà chưa được hoàn thiện 100% đâu. Con này các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ lên đấy. Tại vì em Tài đã thấy nó hót chơi cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Chim thì đã hót mũ cực kỳ mạnh luôn rồi nhé. Các bác bắt con này thì có thể liên hệ em Tài. Chim bồ khá to và không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1.800.000 nhé, 1.800.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng OL mang mặt số 4360. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 2 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã rất là tĩnh lòng rồi nhé. Con này xách lòng nhẹ nhàng ok hết rồi đấy. Con này này, chưa cần phải hót là cái đuôi nó đã xòe rồi. Mình chỉ cần nói chung để bình thường là đã thấy cái đuôi nó xòe rồi nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian cho nên các bác bắt về sẽ rất là dễ chám và rất là dễ chơi luôn. Và cái dòng OL này thì các bác biết rồi, dòng OL này đá sổ là nó sẽ chơi cực kỳ ác luôn đấy. Bác nào mà ứng cái dòng OL thì không nên bỏ lỡ con này nhé. Tại vì con này thì cái tướng tả cũng rất là đẹp luôn. Chim bồ to cao cầu dài đòn trường chim, bản đuôi xếp xòe. Nói chung nhìn một chú chim cực kỳ đẹp luôn nhé. Lúc mà nhìn thực tế nó còn đẹp hơn cả trong video nữa các bác ạ. Các bác bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Chim thì bồ to và không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của con này là 1.600.000 thôi để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài đi nhé. Một chú chim này chưa cần phải hót đã xòe như vậy rồi đấy, thì lúc mà hót lên thì các bác biết rồi nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mặt số 4361. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Chim này đang thay lóng như vậy á
mà nó hot thối rồi luôn. Con này nó hot suốt rồi. Bác nào ghé gần thì ghé xem trực tiếp cho nó tiền nhé. Còn bác nào ở xa thì em tay sẽ có ship toàn quốc đấy. Con này thì hot đảo dòng liên tục, kẹo thuộc Lào liên tục luôn. Con này có lúc hả? Nó kẹo thuộc Lào liên tục liên hồi luôn các bác ạ. Và được một cái là nó hot rất chí là nhiều, rất chí là máu mỏ cho tất cả các bác nhà mình nữa nhé. Chim thì đang thay lông rất chí là mạnh luôn. Cho nên cái lông đuôi thì đang còn thiếu, một số cọng lông trên người thì cũng đang còn thiếu nhé. Con này mà căng lên là sẽ có chơi đuôi cạnh luôn. Tại vì chỉ cần các bác nhìn vào cái video thôi là các bác sẽ biết liền nhé. Một chú chim này đang thay lông chọc lóc luôn mà nó còn chơi như vậy được, thì lúc mà các bác chăm sóc cái lông á thì nó sẽ chơi như thế nào là các bác biết liền nhé. Chim thì hót liền mồm lè mỏ, căng lên là sẽ có chơi đuôi cạnh đảo rồng kẹo thuộc Lào liên tục cho tất cả các bạn nghe mình luôn nhé. Con này thì có hai tách mạ trắng to này, quả yếm đen đầm, bản yếm sâu, đầu mạt dữ tợn, bên mẹp có bị chay một chút ít nhé. Chim thì bột trúng và không có tật lỗi gì đâu, được cái hót siêu mỏ nhé. Em tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1.900.000 nhé, 1.900.000. Cho em khu bạc mã mang mã số 4361. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài nhé. Tiếp theo là một em khu bạc mã mang mã số 4362. Con này thì phải nói là đẹp lóng lánh luôn các bác ạ. Một chú chim bồ to tượng cao, cầu dài đòn trường chim, đẹp lóng lánh luôn nhé. Và con này mà căng lên đủ lửa là sẽ có chơi đuôi cạnh cũng cực kỳ mạnh cho tất cả các bạn luôn rồi đấy. Cái con này này, lúc mà em tay trùm cái áo lại á, nó hót đã thối rồi luôn, hót nhiều cực kỳ luôn nhé. Còn mà lúc cái mở cái áo lông giá thì nó thấy người, cho nên nó chưa thật sự tỉnh chim các bác ạ, nên nó sẽ chưa chơi được nhiều nhé. Nhưng mà con này các bác về treo lên chỗ yên tĩnh thì lâu lắm thì một ngày là nó hót, không gì là một chút xíu nó nổ luôn cùng nến nhé. Tại vì con này đã chơi cực kỳ mạnh luôn. Chim có hai tách mã trắng to phồng, quả yếm đen đầm, đầu to mặt tờn, giữ chim cực kỳ nhé. Và cái dạng vóc của con này này nhìn cực kỳ đẹp luôn. Một chú chim bồ to bự, tượng tạ cáo câu trường chim, lóng lạ liên lạc. Con này thì sẽ thấy sóng lóng hoàn toàn rồi đấy. Bác nào mà bắt con này về chơi thì sẽ không có chế được đâu nhé. Một chú chim cực kỳ ok đấy. Lâu lâu mới có một chú chim nó đẹp như vậy các bác ạ. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay lên nhé. Chim bồ to và không có tật lỗi gì đâu. Em tay giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 2.200.000 nhé. 2.200.000, một chú chim đẹp cực kỳ luôn đấy. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Căng lên đủ lửa là nó sẽ còn có chơi đuôi cạnh cho tất cả các bác nhà mình nữa nhé. Và cuối cùng là một em khu bạc mã mang mã số 4363. Con này thì về chỗ em tay được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi. Và riêng con này này, lúc mà trùm cái áo lại nó hót, có nhiều lúc nó hót cả vài tiếng luôn đấy các bác ạ. Một chú chim hót cực kỳ máu mỏ, đảo dòng liên tục, cái dòng giạt cực kỳ nhé. Và có cả cái dòng kẹo thuộc Lào các kiểu cho tất cả các bác nữa đấy. Con này mà căng lên đủ lửa thì chơi cái bản cảnh cực kỳ dòng luôn. Bản đuôi xòe ra nhìn cực kỳ đẹp nhé. Một chú chim tổ chất hót múa cực kỳ ok cho tất cả các bác đấy. Con này các bác bắt về sẽ không có chế được đâu. Tại vì con này em tay thấy thì đá số giờ nào nó cũng nổ âm âm được hết. Một chú chim thuộc vào dòng chim siêu mỏ, chơi đuôi cạnh cực kỳ vip nhé. Con này mà căng lên á thì chơi cái bản cạnh giá rất chí là cao, rất chí là rồng cho tất cả các bác luôn đấy. Và cái bản đuôi là sẽ có xòe nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lạ chưa được thật hoàn thiện đâu. Con này các bác bắt về chăm lên thì phải nói là tương lai cực kỳ ngon lành luôn. Một chú chim quá tuyệt vời để cho tất cả các bác về chấm. Chim là cái dòng chim tớ cho nên mình về mình cũng sẽ rất là dễ chơi các bác ạ. Cái dòng này về nó nhanh dàn cực kỳ nhé. Căng lên đủ lửa thì con này sẽ chơi đuôi cạnh, bản cạnh ra rất là rồng, với bản đuôi là sẽ có xòe nữa. Họ thay màu mỏ chất rồng rát với kẹo thuộc Lào đầy đủ cho tất cả các bác luôn nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tay nhé. Bác nào muốn chấm lông chấm lửa mọc, muốn kiếm cái siêu phẩm trong tương lai á thì không nên bỏ lỡ con này. Tại vì con này thì phải nói là cực kỳ tổ chất luôn. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì đâu. Em tay giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này hiện tại là 2.600.000 thôi. Đây là cái mức phí hiện tại các bác ạ. Chỉ cần con này nuôi thêm một tuần nữa, lúc mà nó căng lên á, nó ra cạnh rồng hơn một chút xíu nữa thì tiền khống đấy. Chim em tài thì nó nhiều lắm,
nó về liên tục à, cho nên em Tài cứ có lời là em Tài bán thôi. Em Tài giao lưu cái phí mềm mềm để cho tất cả các bác về dễ chơi, hay là bác nào về chăm lên bán lại cũng ok nhé. Nhưng mà con này mà nếu như mà chăm thêm một thời gian ngắn nữa thì cái giá trị của nó sẽ không có dưới 3 triệu đâu. Cho nên bác nào nhanh tay thì hãy tuyển ngay bây giờ nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim quá tuyệt vời luôn đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên được một lô chim. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Kim Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khứu của bên em Tài nhé. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.